Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ ba khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận đạt được trong thời gian qua như tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc cấp cơ sở và tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết và ngày hội văn hóa quân dân phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh tham gia thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị năm 2020 mặt trận tổ quốc các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc phân bổ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.